Đại Bồ Tát ấy, đối với chánh Pháp mà chư như lai ứng chánh đẳng giác đã nói, cung kính lắng nghe, thọ trì, đọc tụng cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng bao giờ quên mất. Theo Pháp đã nghe, thường vì hữu tình, giảng giải, giành mạch, khiến đạt được an lạc, lợi ích thù thắng cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường không biếng lười, phế bỏ. Lại nữa, này thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương thấy các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình trong loài bàng xanh nên tự xả thân mạng. Đại Bồ Tát ấy thấy các bàng xanh bị lửa đói bức bách, muốn tàn hại nhau nên khởi tâm thương xót tự cắt các bộ phận của thân, chặt các lóng đốt, ném khắp mười phương để chúng tự ý ăn nuốt. Các loài bàng xanh được ăn thịt nơi thân Bồ Tát này này đều đối với Bồ Tát khởi tâm rất xấu hổ và rất thương tiếc do nhân duyên ấy thoát loài bàng xanh, được xanh lên trời hoặc xanh vào loài người gặp như lai ứng tránh đẳng giác, nghe thuyết tránh pháp như lý tu hành, dần dần nương ba thừa mà được độ thoát, nghĩa là tùy theo đó mà chứng nhập ba cảnh giới vô dư y niết bàn của thanh văn, độc giác và vô thượng thừa. Này thiện hiện như thế các đại Bồ Tát thường vì thế gian làm việc khó làm mang nhiều lợi ích, nghĩa là vì lợi lạc các hữu tình mà tự phát tâm vô thượng bồ đề cũng khiến cho người phát tâm yểm ly sanh tử. Cầu quả bồ đề tự thực hành các pháp tránh hạnh như thật cũng khiến người hành dần dần nhập cảnh giới niết bàn của ba thừa. Lại nữa thiện hiện ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các các loài hữu tình trong cõi ngạ quỷ, cho nên nguyện sanh vào cõi ấy phương tiện dứt trừ cái khổ đói khát. Các ngạ quỷ ấy, khi các khổ đã dứt đối với Bồ Tát này khỏi xấu hổ và rất thương kính, nhờ thiện căn này thoát cảnh quỷ đói, được sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người, thường gặp như lai ứng tránh đẳng giác, cung kính cúng dường, nghe thuyết tránh pháp dần dần tu hành tránh hạnh ba thừa cho đến khi được nhập ba cảnh giới vô dư y niết bàn này thiện hiện như thế các đại bồ tát đối với loài hữu tình an trụ đại bi phát khởi vô biên phương tiện thiện xảo cứu vớt khiến nhập niết bàn của ba thừa rốt giáo an lạc lại nữa thiện hiện ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát hoặc vì chúng trời tứ đại vương tuyên thuyết chánh pháp, hoặc vì trời Ba Mươi Ba tuyên thuyết tránh Pháp, hoặc vì trời Dạ Ma tuyên thuyết tránh Pháp, hoặc vì trời Đổ Sử Đa tuyên thuyết tránh Pháp, hoặc vì trời Lạc Biến Hóa tuyên thuyết tránh Pháp, hoặc vì trời Tha Hóa Tự Tại tuyên thuyết tránh Pháp, các chúng trời ấy ở chỗ Bồ Tát nghe tránh Pháp rồi, dần dần nương vào ba thừa, siêng tu tránh hạnh tùy theo sở tu nhập vào ba cảnh giới vô dư y niết bàn.